Xin chào các bạn. Victoria Bueno sinh ra với dị tật bẩm sinh và không có cả hai cánh tay. Nhưng với nỗ lực phi thường, cô đã theo đuổi và thành danh với đam mê múa ballet. Câu chuyện của cô bé đã truyền cảm hứng đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Victoria Bueno sinh năm 2004 ở Santa Rita de Sapucaí, Minas Gerais, Brazil. Cô bị dị tật bẩm sinh chào đời mà không có cả hai cánh tay. Tuy nhiên, Victoria Bueno không đồng hàng số phận. Cô học cách sử dụng đôi chân của mình cho tất cả các hoạt động hàng ngày. Khi Victoria Bueno 5 tuổi, cô được một nhà vật lý trị liệu giới thiệu với một múa ballet cổ điển. Nhà vật lý trị liệu đã xem một đoạn video về một nghệ sĩ múa ballet người Mỹ không có cả hai tay và khiêu vũ được 5 năm. Bà biết về một viện khiêu vũ trong thị trấn và khuyến khích mẹ của Victoria đưa cô bé đến đó học múa. Khi mới học múa, cô gặp rất nhiều khó khăn vì múa ballet có nhiều động tác đòi hỏi sự chuyển động của cả cơ thể. Nhưng có lẽ rào cản lớn nhất là những lời gièm pha từ xã hội. Sau một thời gian ngắn, Victoria Bueno nhận ra múa ballet là đam mê lớn nhất của mình và quyết tâm theo đuổi đến cùng. Victoria Bueno chia sẻ, vì cô sinh ra không có tay nên từ khi còn là một đứa trẻ, cơ thể cô đã thích nghi, giữ cân bằng để thực hiện mọi hoạt động của mình. Đối với múa ballet, đây không phải là một khó khăn lớn, vì Victoria luôn nhận được sự giúp đỡ của thầy cô. Chính các thầy cô giáo đã dạy Victoria làm theo các chuyển động của cánh tay bằng suy nghĩ, cảm nhận. Vì vậy, tôi cảm thấy như mình có cánh tay vô hình, Victoria Bueno nói. Victoria đã giành huy chương vàng trong tất cả các kỳ thi của Học viện Múa Hoàng gia Brazil. Thành tích lớn nhất của cô cho đến nay là giành ngôi vị Á quân trong cuộc thi tài năng trên một kênh truyền hình của Đức. Khi đó, Victoria là người Brazil duy nhất tham gia cuộc thi này. Khi nhảy múa, Victoria Bueno như đang bay lơ lửng trên sân khấu. Sự đam mê, sự lưu luyện trong kỹ thuật biểu diễn khiến khán giả rung động trước sự nhẹ nhàng uyển chuyển trong từng động tác của cô. Victoria cho biết, sự nổi tiếng, những thành tích mà cô đạt được là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, chứ không phải bởi vì cô không có tay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, share và subscribe kênh Góc Táo Văn Hóa để nhận những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.